cũng có bắt đầu từ đâu. Đó, thì hôm nay khi đi ra đến Hồ Thiên Quyền với cái mưa như thế này rất là mát. Mưa rất là mát. Nhưng mà ra đi mình có ai bị xe sóng không? Không. Cái cơn mưa này có vẻ là khá là to đây. Ra đi mình nhìn ở phía bên tay phải nhá. Nhìn ở phía bên tay phải thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tòa nhà thì cánh buồm. Mình biết bây giờ nếu mà rút hết toàn bộ mực nước ở trong cái hồ này ra thì tìm thấy nhiều nhất dưới đáy hồ là cái gì?